Đứa bé này bị bỏ rơi may mắn được hai vợ chồng nghèo hiếm muộn nhận nuôi dưỡng. Lên 5 tuổi cậu vào chùa bái sư học võ công Thiếu Lâm tự. 10 tuổi đã có thể một mình ôm đống củi to nặng cả 100 kg, thậm chí có thể dùng khinh công bay lên nóc nhà phụ cha lợp ngói. Đến tuổi trẻ, Châu Kiều Phong không ngán bất kỳ bố con thằng nào, anh gia nhập cái bang một mình đấm cho đám lưu tặc lên bờ xuống sông. Ở tuổi trưởng thành, Kiều Phong đã điềm tĩnh hơn rất nhiều, anh ngồi trong góc tối nhận thông tin từ đồng môn thông qua tiếng gõ. Lúc này một lão tăng kéo theo chiếc lồng trùng khăn kín mít đi vào quán ăn. Lão hòa thượng nói với tiểu nhị rằng bên trong lồng là một tên bướng bỉnh được bắt từ đại lý về, và ông ta sẽ mang hắn đi hiến tế để siêu độ vong linh cho một người bạn đã khuất, cũng coi như là từ bi giúp hắn trở về với luân hồi. Kiều Phong ngồi một bên nghe thấy ngứa ré quá liền lên tiếng chất vấn hai chữ từ bi của ông ta, đồng thời phóng đũa để kéo tấm màn che chiếc lồng xuống rồi giải huyệt cho người bị nhốt ở bên trong. Thanh niên đẹp trai run như bị giật kinh, Phong bảo rằng mình tên là Đoàn Dự, bị lão hòa thượng cưu ma trí bắt đi để tế cho cô Tô Mộ Dung. Lão hòa thượng thấy Đoàn Dự đã nói quá nhiều liền dùng một chiếc đũa khác điểm huyệt cho anh ta im miệng lại. Kiều Phong muốn thanh niên đẹp trai nói tiếp nên đã phóng hết mớ đũa trên bàn. Nhưng cưu ma trí cũng lập tức đáp trả để ngăn cản, buộc Kiều Phong phải đích thân đến tận bàn tiếp chuyện với lão hòa thượng. Anh muốn mời cưu ma trí một bữa ăn để trao đổi lấy Đoàn Dự. Khôn như cậu thì quê tôi đã được lên đĩa chế biến thành 7 món rồi. Biết điều thì xéo đi trước khi lão đây nổi nóng. Nhưng Kiều Phong xưa nay chưa từng ngán bất kỳ bố con thằng nào. Mặc cho 4 tên đồ đệ của cưu ma trí lao đến tấn công mà vẫn không thể lay động được anh. Đến khi bọn chúng cầm vũ khí thì Kiều Phong mới chịu đứng lên khởi động gân cốt. Tuy nhiên anh chỉ cần một khúc cây để đập chó là đủ. Thằng nào xông tới cũng đều được anh gõ cho vỡ hết cả bộ nhá. Cưu ma trí thấy đám đệ tử ăn hại nên phải tự mình ra tay. Đánh chó to thì Kiều Phong mới bắt đầu thi triển đà cẩu bổng pháp của phái cái bang. Cưu ma trí cũng không phải dạng vừa vận công như bị táo bón kinh niên, khiến hai tay cháy phùng phùng tấn công áp đảo Kiều Phong. Kết quả lại bị Hàng Long thập bát trưởng của Nam Chính đánh cho sấp mặt lợn. Lúc này người của cái bang cũng kéo đến tụ hợp cùng Kiều Phong. Hóa ra dù còn rất trẻ nhưng anh đã là bang chủ cái bang. Vì không muốn phải vào kiếp luân hồi sớm nên Cưu Ma Chí đã chịu thua và đồng ý thả người. Ngày hôm sau, tất cả huynh đệ trong phái cái bang đều tập hợp ở trong rừng với tâm trạng đầy nặng nề. Bạch trưởng lão nói rằng Mã phó bang chủ đã bị sát hại. Kẻ thủ ác được cho là một tên ngoại bang đã trà trộn vào trong sư môn rất lâu rồi. Hiện tại hắn cũng đang nắm giữ chức vụ rất cao trong cái bang. Và người mà Bạch trưởng lão nói đến không ai khác chính là Kiều Phong. Mọi người nghe xong đều hoang mang trước nhận định của Bạch trưởng lão. Để chứng minh cho lời của Bạch trưởng lão là đúng, vợ của Mã phó bang chủ đã mang đến một bức thư do chồng để lại nói về thân phận thật sự của Kiều Phong, nhưng chỉ dùng một bức thư để cáo buộc Nam Chính là kẻ có tội thì chưa đủ thuyết phục. Vì vậy Bạch trưởng lão còn mời thêm cả Từ trưởng lão đến để làm nhân chứng. Kiều Phong là người khiết đan, vốn có thù với người Tống, nhưng nhờ được Uông bang chủ năm xưa chiếu cố nên mới được như bây giờ. Nhân chứng vật chứng đầy đủ nên Kiều Phong buộc phải từ chức và bị đuổi khỏi sư môn, vì không nỡ để những người anh em của mình phải khó xử. Kiều Phong đã tự tay đâm mình 4 nhát thay cho 4 đại trưởng lão, trước mặt cả bang anh cũng trả lại đà cầu bổng. Họ không biết rằng người của Mộ Dung đứng từ xa đã chứng kiến toàn bộ sự kiện này. Trong đó mỹ nữ A Châu đặc biệt ngưỡng mộ trước khí chất người ngợi của Kiều Phong. Sau khi rời khỏi cái bang, Nam Chính quay trở về nhà thì phát hiện ra cha mẹ nuôi của mình đã bị sát hại. Nhưng đúng lúc đó có 2 tên hòa thượng đi vào và cho rằng Kiều Phong đã giết bọn họ. Không còn cách nào khác, Kiều Phong đành phải đả thương cả 2 tên hòa thượng rồi đem thi thể cha mẹ đi chôn cất. Sau đó anh đến Thiếu Lâm tự để hỏi sư phụ Huyền Khổ về thân phận thật sự của mình, con rốt cuộc là người Tống hay người khiết đan. Nhưng Huyền Khổ đại sư vốn đã bị trọng thương từ trước, thân thể yếu ớt vẫn đang trong tư thế ngồi thiền nên không trả lời. Kiều Phong lo lắng cho tình hình của sư phụ liền đi đến thì ông ấy đã ngã vào tay anh, vừa hay lại có một tiểu hòa thượng đi ngang qua. Kiều Phong trong tình thế tình ngay lý gian buộc phải bỏ chạy. Các võ tăng lập tức kéo nhau đi khắp nơi để truy bắt Nam Chính, thấy tên tiểu hòa thượng lúc nãy có biểu hiện lạ nên Kiều Phong liền chạy đến uy hiếp. Quả nhiên trong người hắn rơi ra một quyển tuyệt học võ công của Thiếu Lâm tự. Lúc này mọi người cũng kéo vào chánh điện, họ cáo buộc anh là một kẻ vong ơn bội nghĩa, thậm chí còn vô liêm sỉ ăn cắp bí kíp võ công của Thiếu Lâm. Huyền Nan đại sư vô cùng tức giận muốn trừng trị Kiều Phong nên đã xuất chiêu đại lực kim cang trưởng, nhưng người chịu tổn thương nặng hơn lại là tên tiểu hòa thượng kế bên. Hắn bị đánh văng vào tượng Phật phía sau khiến lớp mặt nạ bị vỡ rồi rơi xuống. Hóa ra tên ăn trộm là một nữ nhi. Kiều Phong nhìn thấy đối phương yếu ớt nên cố gắng phá trận pháp của các võ tăng rồi nhanh chóng ôm cô gái chạy trốn. Sau khi tìm được chỗ trú ẩn an toàn, anh vận công giúp cô nàng bảo toàn tính mạng. Anh hỏi người đẹp tại sao lại ăn cắp bí kíp võ công Thiếu Lâm, nhưng A Châu chỉ cảm ơn Kiều Phong chứ nhất quyết không nhận mình sai. Nam Chính bất lực đành bỏ đi, tuy nhiên chỉ một lúc sau đã quay lại mang theo một bộ đồ sạch sẽ và mấy cái bánh bao cho cô gái. Kiều Phong tự thấy mình có lỗi với người đẹp nên đã hứa sẽ giúp A Châu giải quyết khó khăn dù cho cô nàng không muốn điều đó. Bên ngoài lúc này trời mưa rất to. 3 tên đưa tin đang nói xấu Kiều Phong thì bị A Châu nghe được. Một thằng trong số đó còn vênh váo chửi bới và tự cho bản thân có bản lĩnh hơn Nam Chính.
Thấy vậy, A Châu liền phóng ám khí vào mông ngựa khiến cho tên kia bị đá méo hết ảnh đại diện. Cô khẽ cười vì sợ kinh động đến Kiều Phong. Nhưng thật ra là anh đã biết hết tất cả mọi chuyện. Lúc này nam chính nghe thấy âm thanh ám hiệu của cái bang vọng lại liền đi kiểm tra. Sau đó đưa A Châu đang bị trọng thương rời khỏi đó bằng xe ngựa. Trên đường đi anh vừa vận khí công chữa trị vừa nấu cháo cho người đẹp bồi bổ. Có điều đại lực kim cang trưởng quả thật rất mạnh. Kiều Phong chỉ có thể giúp cô cầm cự chứ không thể chữa khỏi hoàn toàn. Thế là anh đưa A Châu đi tìm Tiết Thần Y. Đêm xuống hai người dừng lại bên một bờ hồ để nghỉ ngơi. Tại đây Kiều Phong đã nói ra toàn bộ nỗi lòng của mình cho cô nàng nghe. Trong mắt mọi người nam chính là một kẻ xấu. Nhưng trong mắt A Châu thì Kiều Phong là một người tốt vì xưa nay anh chưa bao giờ có ý định hãm hại bất kỳ ai. Được người đẹp động viên tâm trạng của nam chính cũng khá hơn phần nào. Nhưng vừa quay đi A Châu lại đột nhiên ngã xuống khiến Kiều Phong lo lắng phải lên đường ngay trong đêm. Tại Hiền Tụ Trang lúc này đang tề tựu đông đủ các anh hùng hào kiệt võ lâm Trung Nguyên để bàn nhau lên kế sách truy sát Kiều Phong, nhưng chưa đợi bọn họ xuất binh thì anh đã tìm đến tận cửa. Đám người chưa biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào liền thay phiên nhau chửi Kiều Phong vong ơn bội nghĩa, học võ công Trung Nguyên rồi mang đi giết người Trung Nguyên. Mã phu nhân thấy mặt Kiều Phong liền nhớ đến mối thù giết chồng, muốn những anh hùng hào kiệt ở đây thay cô báo thù. Trưởng lão cái bang vẫn còn nhớ ơn nam chính nên nói đỡ cho anh, nhưng lại bị các môn phái khác phản ứng kịch liệt. Lúc này Tiết Thần Y mới xuất hiện kêu mọi người bình tĩnh, sau đó đi đến bắt mạch xem tình hình của A Châu. Chỉ cần chạm nhẹ là ông đã có thể biết cô ấy đang gặp vấn đề gì. Nhưng Tiết Thần Y cũng rất bất bình với hành động của Kiều Phong nên không chấp nhận chữa trị cho A Châu, trừ khi anh chấp nhận dùng mạng của mình để đổi lấy mạng cho cô ấy. Không ngờ Kiều Phong vì gái mà sẵn sàng hy sinh thật, anh mang A Châu đặt lên một tấm phản lớn rồi quay ra đối đầu với đám võ lâm hào kiệt Trung Nguyên. Nam chính đứng trước mặt mọi người không phân bua trước những lời cáo buộc. Sau đó mời các anh hùng bước lên để cùng anh uống chén rượu ân đoạn nghĩa tuyệt. Mọi người đều trần chứ không dám, chỉ có Mã phu nhân mang theo nỗi uất hận giết chồng tiên phong bước lên cùng anh uống chén rượu đầu tiên. Tiếp theo là nhóm người của Thiếu Lâm dùng trà thay rượu, đau lòng nhất vẫn là những trưởng lão đã cùng Kiều Phong vào sinh ra tử. Chưa bao giờ phủ nhận công lao của anh với cái bang, nhưng sau chén rượu ấy tình nghĩa bao năm cũng coi như tan thành mây khói. Tên đại ca trong nhóm đi truyền tin cũng ngang nhiên bước lên đòi uống rượu. Kết quả bị đạp cho một cái đăng xuất luôn khỏi trái đất. Coi như mở đầu cho màn chén giết đẫm máu, sức mạnh của Kiều Phong đúng là vô địch thiên hạ. Một mình anh vẫn có thể nhẹ nhàng đánh bại hàng trăm cao thủ võ lâm. Tứ vị trưởng lão của cái bang lao lên góp vui cũng bị anh dùng tuyệt kỹ hàng long thập bát trưởng đẩy cho ngã lăn quay. Tụ hiền bang chủ thấy thế liền cho người bày binh bố trận để đối phó với Kiều Phong. Trong lúc nam chính đang bận đối phó với kẻ địch thì A Châu đã bị Mã phu nhân bắt lại. Nhưng anh vẫn bình tĩnh đánh bại những người của tụ huyền trang rồi bay đến cứu A Châu. Không ngờ ngay lúc đó Kiều Phong lại bị Tiết Thần Y chơi bẩn đâm lén từ phía sau khiến anh ngã xuống. Bạch trưởng lão của cái bang cũng thừa cơ dùng thương đâm anh thêm một nhát. A Châu hoảng loạn chạy đến trách móc Kiều Phong dại khờ vì mình mà bị thương. Nhưng đối với anh tất cả đều xứng đáng, vì ngoài A Châu ra thì trên đời này chẳng còn ai tin tưởng mình là người tốt cả. Nam chính muốn tung chiêu hàng long thập bát trưởng nhưng không được vì lúc nãy Tiết Thần Y đã làm tổn thương đến kinh mạch của anh. Dù không thể dùng nội công để chiến đấu nhưng Kiều Phong vẫn hiên ngang chơi khô máu với nhóm người của võ lâm. Đúng vào lúc ngàn cân treo sợi lông nách thì một người giấu mặt đã ra tay cứu trợ và mang Kiều Phong đi, khiến cho đám võ lâm Trung Nguyên bất lực cay ré đến cấp độ 7. A Châu ở lại xém tí nữa bị Mã phu nhân ra tay đoạt mạng, may nhờ Tiết Thần Y ngăn cản nên ả ta mới chịu buông tha. Kiều Phong bên này cũng nhờ có người thần bí giúp đỡ nên mới giữ được cái mạng của mình. Anh muốn biết đối phương là ai nhưng ông ấy không nói. Còn trách móc Kiều Phong thân là người khiết đan mà lại chấp nhận bỏ mạng vì một cô gái người Tống thì thật hổ thẹn với cha mẹ. Anh biết người thần bí hiểu rõ về thân thế của mình nhưng khi định hỏi thì ông ta lại bay lên vách đá rồi biến mất. A Châu lúc này đang bị Tiết Thần Y giữ lại với mục đích nhử Kiều Phong đến cứu, tuy nhiên người đẹp cũng có một chút tài lẻ. Cô dùng khả năng hóa trang đỉnh cao của mình đóng giả thành Tiết Thần Y, sau đó chạy ra ngoài hạ lệnh cho tất cả thuộc hạ truy bắt A Châu đã bỏ trốn. Nhưng khi đang định bỏ trốn thì cô lại rụng mặt ngay với hàng thật, do đã được chữa trị nên A Châu đã khỏe hơn rất nhiều. Cô nhẹ nhàng giúp Tiết Thần Y chuyển sinh sang thế giới bên kia rồi hóa vàng cả y quán xuống dưới âm phủ cho lão. Mặt khác Mộ Dung Phục đang đắc ý kể công trạng của mình, thì ra hắn đã âm thầm chia rẽ nội bộ võ lâm. Và sắp tới sẽ là thời cơ cho Đại Yên phục hưng. Đúng lúc này hai tỷ nữ vội vàng chạy vào báo cho hắn biết A Châu đã bỏ trốn. Mộ Dung Phục không hề lo lắng mà tìm đến y quán cháy khét của Tiết Thần Y chờ đợi Kiều Phong tới. Hắn dùng A Châu để câu dẫn nam chính đuổi theo mình, trên đường đi qua vùng Nam Hạ đầy gió cát. Kiều Phong gặp phải một nhóm quan binh người Tống đang ức hiếp những người dân Nam Hạ hiền lành bị bắt làm tù binh. Chẳng những vậy đám quan binh còn thẳng tay sát hại người Nam Hạ. Hành động đó đã khiến Kiều Phong hết sức bất bình. Anh tức giận ném hết bọn ác nhân xuống vực cho Diêm Vương xử tội. Mộ Dung Phục chứng kiến cảnh này liền mỉm cười hài lòng rồi rời đi. Sau khi gió cát ngừng thổi, Kiều Phong một mình đứng bên vách đá suy tư nhớ lại tất cả nỗi oan ức mà mình phải chịu đựng và cả lời nói của A Châu. Anh mông lung không biết làm gì tiếp theo thì A Châu bất ngờ phi ngựa đến,
gặp lại nhau sau bao ngày xa cách khiến họ rất vui vẻ và hạnh phúc. Kiều Phong ngỏ lời muốn A Châu cùng mình đi phiêu bạt ao hồ, đợi đến khi nam chính tìm hiểu xong về thân thế của mình thì hai người họ có thể bỏ mặc mọi thứ để sống một cuộc sống bình thường. Phía bên kia, Bạch trưởng lão nói cho Mã phu nhân biết Tiết thần y đã hẹo và nghi ngờ là do Kiều Phong làm. Mã phu nhân lo sợ Kiều Phong vẫn còn sống sẽ tra ra việc ả ta đã thông đồng với Bạch trưởng lão để giết chồng nên muốn tìm ra tung tích của đại ca. Bạch trưởng lão nghe ngóng thông tin biết được Đoàn Chính Thuần đang ở Kính Hồ, rồi nhẹ nhàng vuốt ve tay của Mã phu nhân để trấn an ả. Xong việc, Bạch trưởng lão liền nhanh chóng rời đi. Còn Mã phu nhân thì ngồi lên lưng ngựa của tên phu xe cũng chim én khỏi hiện trường, không ngờ tên phu xe lại chính là Kiều Phong. Và Mã phu nhân là do A Châu giả dạng thành, còn Mã phu nhân thật thì ăn mặc là lơi nằm đợi Bạch trưởng lão ở trong một cỗ xe ngựa khác. Thì ra bọn chúng âm mưu lừa Kiều Phong đi tìm Đoàn Chính Thuần, muốn mượn tay nam chính giết chết người đàn ông trước đây đã từng phụ bạc ả. Kiều Phong dẫn theo A Châu đi đến Kính Hồ. Tới nơi thì thấy hai người phụ nữ đang đánh nhau trên cầu, người phụ nữ trung niên thì muốn bảo vệ Đoàn Chính Thuần, còn cô gái trẻ thì muốn giết ông ta. Đoàn Chính Thuần thấy vậy liền bước ra phân giải thì bị cô gái trẻ xông đến tấn công. Kết quả cô gái phải nằm sấp mặt dưới đất, thế nhưng người phụ nữ trung niên lại trách móc ông đã ra tay hơi nặng với con gái mình. Đoàn Chính Thuần muốn xin lỗi hai mẹ con thì cô con gái bất ngờ phóng ám khí với cha mình. May là Kiều Phong kịp thời dùng thanh trúc cứu ông ta một mạng. Đoàn Chính Thuần biết Kiều Phong từng kết giao huynh đệ với con trai mình là Đoàn Dự nên đã mời anh ở lại để cảm ơn. Nam chính đồng ý nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng vô cảm với những tâm tư sâu thẳm. Đứa con gái A Tử vẫn chưa chịu nhận cha và vợ của Đoàn Chính Thuần cũng chẳng chịu theo ông về đại lý. Bà cho rằng ông là một người phong lưu đa tình và chẳng yêu thương mình thật lòng. Đoàn Chính Thuần năn nỉ hết lời vẫn không thuyết phục được vợ. Bà hận ông vì không chăm lo cho hai mẹ con, thậm chí còn phải đem con gái lớn đi cho người khác do nhà nghèo không thể nuôi được cả hai. A Tử ngang bướng muốn xông lên giết cha mình một lần nữa nhưng vẫn bị mẹ ngăn lại nên tức giận bỏ đi. Đoàn Chính Thuần và vợ đuổi theo thì gặp A Châu đã đứng sẵn bên ngoài. Vẻ mặt của cô như đang ẩn chứa nỗi niềm gì đó nhưng chẳng dám mở lời. Quay trở về thuyền, A Châu hỏi lý do tại sao Kiều Phong không ra tay với Đoàn Chính Thuần. Thì ra anh muốn gặp một người bạn trước khi xuống tay với ông ta. Nam chính hứa với A Châu rằng sau khi giải quyết xong tất cả mọi chuyện anh sẽ đưa cô đi quy ẩn ao hồ. Hai người sẽ sống một cuộc đời bình yên và êm đềm. Đêm hôm đó anh đến thăm Đoàn Dự ở Phật Đường. Kiều Phong báo cho người anh em Chí Cốt biết về việc mình chuẩn bị ra tay sát hại Đoàn Chính Thuần. Nếu Đoàn Dự muốn báo thù thì cứ tới tìm anh là được. Kiều Phong quay về thuyền không thấy A Châu đâu mà chỉ thấy Đoàn Chính Thuần đã ngồi đợi sẵn ở đó. Nam chính quyết lấy mạng ông ta để báo thù giết cha mẹ nên thẳng tay tung ra trường mạnh nhất. Nhưng khi Đoàn Chính Thuần rơi xuống nước thì mới phát hiện đó là A Châu giả dạng thành. Kiều Phong hoảng hốt vội cứu cô lên bờ nhưng đã quá muộn. Trong lúc hấp hối, cô nói rằng mình chính là đứa con gái lớn của Đoàn Chính Thuần. Vì muốn bảo vệ cha nên đã làm như vậy để chết thay cho ông. Kiều Phong đau đớn mang thi thể của A Châu về cho vợ chồng Đoàn Chính Thuần. Đoàn Chính Thuần vô cùng tức giận vì 30 năm nay ông luôn ở đại lý, nên chắc chắn đã có người muốn hãm hại và mượn tay Kiều Phong để giết ông. Hiểu ra sự tình, nam chính liền quay trở lại cái bang tìm Bạch trưởng lão để hỏi tội. Biết lão ta và Mã phu nhân trước giờ vẫn nghe theo sai khiến của Mộ Dung Phục để làm loạn võ lâm, A Tử cũng đã đến giúp Kiều Phong một tay, dùng ám khí phá hủy dung mạo của Mã phu nhân để dạy ả ta một bài học. Bạch trưởng lão định chim én khỏi hiện trường thì nhìn thấy Mộ Dung Phục kéo theo người đến. Cứ tưởng sẽ được cứu nhưng Mộ Dung Phục độc ác lại ra lệnh bắn tên giết chết lão ta và Mã phu nhân ở bên trong. Kiều Phong tay không chiến đấu với cả đám người, lo cho an nguy của A Tử nên khuyên cô rời đi trước, nhưng cô nàng vẫn cố chấp ở lại. Còn đưa bảo kiếm của cha mình cho anh làm vũ khí, Kiều Phong dùng bảo kiếm của đại lý chém đám tay sai của Mộ Dung Phục như chém chuối. Sau đó một mình đấu tay đôi với hắn ta đến vẫy cả kiếm, không còn vũ khí Mộ Dung Phục liền phi lên nóc nhà tháo chạy. Kiều Phong đuổi theo thì phát hiện những người anh em cái bang của mình đã bị sát hại rồi treo xác lên cao. Mộ Dung Phục đắc ý, nhân lúc tinh thần Kiều Phong đang suy sụp liền ra đòn chí mạng hạ gục nam chính. Trong lúc mê man, anh nhớ lại lời sư phụ lúc trước đã dạy mình nên buông bỏ chấp niệm. Kiều Phong bừng tỉnh phản đòn cực mạnh hạ gục Mộ Dung Phục trong một nốt nhạc. Lúc này A Tử cũng mang đả cầu bổng đến trả cho nam chính. Anh em cái bang cũng tề tựu đông đủ nhưng Kiều Phong không muốn tiếp tục làm bang chủ nữa, một mình đưa thi thể của A Châu đến nơi mà hai người từng ước hẹn để chôn cất, rồi cùng với A Tử quay về đại lý. Còn Mộ Dung Phục sau khi bại trận đã gặp lại cha mình là Mộ Dung Bác, hóa ra ông ta vẫn chưa cỏ mọc xanh mộ. Còn người bí ẩn từng cứu Kiều Phong tên là Tiêu Viễn Sơn, ông ta đã giết cha mẹ nuôi và sư phụ của anh, nhưng không ngờ rằng Tiêu Viễn Sơn cũng chính là cha ruột của Kiều Phong. 30 năm trước trên đường đến Nhạn Môn Quan, ông ta cùng vợ đã bị Mộ Dung Bác phục kích, khiến người vợ thiệt mạng còn ông thì phải bỏ lại con trai nhảy xuống vực sâu. 30 năm sau gặp lại kẻ thù không đội trời chung, Tiêu Viễn Sơn quyết báo cho bằng được món nợ máu năm xưa. Bộ phim đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.